cách mà mọi người có thể tự lên được tiktok shop mall cực kỳ đơn giản luôn. Mọi người nhớ lưu lại video này á, để khi nào mọi người muốn lên shop mall á thì mọi người biết cái quy trình để làm nha. Để lên được shop mall á thì shop mọi người phải thỏa một số điều kiện sau đây nha. Là thứ nhất là shop mọi người phải có giấy đăng ký thương hiệu nè, hoặc là giấy ủy quyền thương hiệu nè. Và cái thứ hai á, hoặc là mọi người có những cái shop trên những nền tảng khác mà được lên shop mall rồi, chẳng hạn như shop trên sàn xanh hay là sàn cam gì đó, mọi người có shop mall rồi. Và cái thứ ba á, là những chỉ số vận hành của mọi người á, phải nằm trong mức cho phép và mọi người không được vi phạm những thứ liên quan tới hàng giả hàng nhái nha. Và cái thứ tư á, là về tư cách pháp nhân. Thì hiện tại là bên TikTok Shop vẫn chấp nhận cái việc là cá nhân mà shop mà chúng ta đăng ký giấy tờ về cá nhân á, thì chúng ta vẫn là shop mall. Nhưng mà sắp tới á, thì đang biết được thông tin là những cái shop mà chúng ta đăng ký từ cái tư cách pháp nhân là hộ kinh doanh trở lên hoặc là công ty á, thì chúng ta mới lên được shop mall nha. Cái đầu tiên á, là sau khi mọi người có giấy đăng ký thương hiệu hay là giấy ủy quyền thương hiệu rồi á, thì mọi người sẽ vào Seller Center của mọi người nè, mọi người vào tab tài khoản của tôi nè, tài khoản nè, và sau đó mọi người vào cái tab là trung tâm chứng nhận này. Đây, mọi người bấm vào và sau đó mọi người sẽ có một cái phần là phần về chứng nhận thương hiệu này. Mọi người bấm vào đây và sau đó mọi người up giấy tờ đăng ký thương hiệu hoặc là ủy quyền thương hiệu của mình lên, chẳng hạn như mọi người bấm vào thêm thương hiệu này. Sau đó thì mọi người nếu mà chủ nhãn hiệu á, thì mọi người phải có cái giấy màu xanh nha. Giấy màu xanh này mọi người đăng ký tầm khoảng 2 năm thì nó mới có này, giấy màu xanh này. Hoặc là mọi người sẽ có giấy ủy quyền, mọi người có giấy ủy quyền cấp 1 này kia, mọi người đăng lên. Đây là mẫu giấy ủy quyền nha. Mẫu giấy ủy quyền tiếng Anh, còn những anh chị nào muốn cái mẫu giấy ủy quyền bằng tiếng Việt á, thì đang vẫn có cái mẫu ủy quyền tiếng Việt nè. Thì có anh chị nào cần á, thì hú đăng nha. Sau khi mọi người đăng ký được chấp thuận á, thì nó sẽ báo được chấp thuận màu xanh như vậy là ok nha. Còn đây là những cái tiêu chí về chỉ số vận hành của shop để mọi người được giữ shop mall nha. Thì mọi người tham khảo những cái tiêu chí này. Đây, cái này trong phần chính sách ở bên TikTok Shop thì nó có hết rồi. Đây, điều kiện là bao nhiêu phần trăm, số vận hành bao nhiêu phần trăm nè. Phải tham gia HRV-SHIP nè, và không được vi phạm những cái thứ vấn đề những hàng như là về hàng giả hàng nhái nè. Đó, mọi người tham khảo thêm. Sau khi cái shop mọi người thỏa được những tiêu chí lên mall rồi thì bên TikTok Shop sẽ có những cái đợt lên mall nha mọi người. Nếu cái shop mọi người đang được những cái AM ngành hàng hỗ trợ nè, hoặc là mọi người đang tham gia một trong những cái net TSP hay net dành cho seller ở bên TikTok Shop ấy, thì họ sẽ thông báo cho mọi người những cái đợt lên mall đó. Và cái việc đơn giản là mọi người sẽ điền vào những cái thông tin shop mọi người vào, mọi người đăng ký lên mall thôi, và mọi người sẽ được duyệt lên mall nha. Và trong năm nay á, thì TikTok Shop sẽ ưu ái những shop mall hơn nha mọi người. Khi mọi người lên mall là mọi người có nhãn chính hãng này kia thì mọi người sẽ trông uy tín hơn nè, và có nhiều traffic hơn thì lợi chuyển đổi nó sẽ cao hơn. Và như nào nữa, khi mọi người lên mall như vậy á, thì thời gian quý tốn tiền mọi người sẽ nhanh hơn kiểu như vậy. Cho nên là nếu được á, thì mọi người shop mọi người á, nên tranh thủ lên mall nha. Và đang có một nhóm Zalo là Home TikTok Shop chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về TikTok và TikTok Shop, và đang rất là hay làm livestream và những cái zoom chia sẻ trực tiếp cho người trong đây á. Anh chị nào muốn vào á, thì đang để cái đường link Zalo này ở comment đầu tiên của video này luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nhé.